Thịt này vô thơm. Chưa bao giờ được ăn các bạn, được ăn sâu chim mà nếp nấu với thịt chim gia vị sâu chim mà ở trên núi này. Chỉ trên núi mới có rừng này. Bây giờ nấu cơm nha các bạn. Nấu cơm. Nấu cơm. Đó là cái này cơm bờ cơm bụi khác với cơm nhà. Chim. Ồ, lá giang nó quá sánh luôn mà. Rồi, lòng này bỏ lòng này nấu. Rừng là người ta sử dụng đá để làm bếp đó các bạn. Đây là xác mưa ớt vô. Mưa ớt vô các bạn. Đây. Phủi phủi thấu. Nấu cơm thì đang cạn rồi các bạn, bây giờ chờ nó chín rồi. Cơm đây. Đó, cơm đấy, đó. Tóm lại là bây giờ sao? Coi chuẩn bị mình đang lờ đi lấy nước. Giờ là nướng chim. Đúng rồi. Đúng hết nước rồi. Thì lấy nước trước đây là ăn xeo. Đó là bác xeo. Sau khi bầm đó các bạn, đấy. Rồi gia vị hành tiêu ớt tối, dầu đường bột ngọt. Sau thì tiếp theo tới công đoạn là bắt đầu bắt dầu phộng lên. Bắt dầu phộng lên nha các bạn. Xong là nó tới là mình khử. Khử là bỏ thịt vô là dầu.
kéo bao nhiêu con là con nói giỡn không, những con không được cái gì nữa. Bớt là nó nóng mời đây chứ. Bộ bên này vừa đến nó nóng mời. Ngon cực kỳ luôn các bạn. Quá ngon luôn. Quá ngon. Quá ngon. Có ngon nhưng mà ngon quá. Ngon quá. Không phải ngon ngốn không? Tôi cho miếng nước lạnh đi bác ơi. Đây đây. Cho miếng nước lạnh để theo rồi để gói vô xào rồi. Rồi nước lạnh. Nước xào đó, nước cái đó. Sợ nó ngã nó đổ cái kia tao để từ vô là gô của thôi bớt lửa. Con sâu thì bớt lửa mà giữa chữa bớt cũng chung. Rồi cái đấy rồi từ. Từ chứ mày cho ra chứ nó ngẹn nữa. Đó. Vô. Đúng chắc của dân giả luôn. Rồi mình chuyển qua đây là chuẩn bị là mình dọn bay cẩn. Bay cẩn. Bay cẩn. Gia vị là còn rồi. Nánh rau gì cũng rượu là thượng đế mà. Ông thành ông nói ra nội An Giang không? Gạch tốt nghe người ta nói rượu đế này. Rượu đế là muôn năm. Đây mới lòng việc là kìa sếp. Không đôi vodka gì. Ok, okay. Đôi trà xanh mà. Nói với cô rừng, cô núi về. Gặp đâu? Gặp đâu mà đó? Lên đây. Gặp đâu mà đó? Đây đừng có cãi, đừng có la. Nắng quá, nắng chứ trời chỗ đòi mà nắng nè. Chưa ai mát đâu. Ai mát, nắng thì nắng hết mà mát là mát. Đây cơm, nhất cơm. Ớt này. Màu đây. Mà la đừng có cháy trong rừng nè các bạn ơi. Cháy trong rừng. Cháy trong rừng nè hả? Ủng bài. Nè dầu qua. Nắng nè. Để từ từ đó. Ngon ngon. 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 Ngon ngon. Ngon quá. Ông lấy lon nó còn. Bớt cái cháy gì. Thôi sao ăn đi, có gì đâu. Cái gì? Cháy cuối mà. Ừ. Rồi đó coi. Kìa ly nhỏ kia, ly nhỏ kia. Nhỏ à. Bên đây là coi như đại tiệc. Có để mở tủ điện ly đi. Để mở tủ điện ly đấy cái đâu. Hoặc là còn xin lỗi cho tôi tại lũ bè không nhà không đèn đôi trời tàn tàn tàu tao cáo đi vậy quá mình định tính rồi mình nghĩ là giang định đó Mỹ Lộc à Mỹ Lộc này thôi sứ đại đại gì sứ hôm nay ngày 23 coi sung sướng em muốn coi mình đến đây sáng giờ thu địa những sứ là cũng phụ hộ rồi bây giờ cũng trưa giờ cũng rót ly rượu ly bia cơm ra cũng mờ cũng anh em cái phức mặt ở nơi đây giờ dữ rót ra đâu em rót ra đâu mờ cần thiết gì có không chưa có nữa đây hết cái gì nữa không đó này nè thứ nhất là có rượu có bia nè có nước ngọt luôn nha uống ly nữa đi uống ly nữa đi uống ly nữa là đây uống ly nữa đi đây kim đây à, là màu nhắm đi à, màu nhắm đi rượu đế này các bạn ơi rượu đế này. Màu thì kim đây sếp ơi muốn năm chứ quá đã thiếu ớt có lẽ ớt rồi Rồi anh cứ em chứ cái cảnh đây cũng khó có chứ không phải dễ có lần cảnh đường này cảnh này và bạn biết này các bạn ơi live stream này cùng các chú cảnh đường đang thiếu mẹ gì nào từ cảnh đây mấy năm mấy chục năm nay anh em đi chơi rồi sao lại làm sao chơi rồi đi chơi giải rồi được hả tiệt bò đâu trước đó người ta tiệt bò chú con là không bao giờ thua chú sạch sẽ các bạn đúng lo giữ là hứa mà chứ không có 3 giờ tôi quên hết. Nên mời các bạn nha, làm ly rượu. Coi anh em đây là nó có tỉnh nó vô dạo mà không. Chứ còn hả chứ nữa làm ra cái màu. Ôi vô, không đừng lo. Còn đây nè, còn đây nữa rồi.
Cúc đơ mồi. Con nói là lần hứa là phải giữ. Rồi chim còn treo đây nữa hả? Chim còn treo nữa nè. Rồi, còn chương trình nữa hả? Còn con chim nha các bạn. Lần hứa thì giữ nhưng mà thực hiện này chưa biết. Không thuộc vào cái hoàn cảnh nữa. Chú uống ở đây hết rồi, giùm tôi cái tôi. Ok, đây là xôi xôi chim nha các bạn. Xôi chim ấy. Xôi con luôn. Mèo mèo gì? Mèo cháy cháy. Thì nãy giờ mình ép lửa. Ép lửa. Cứ mèo qua đèo, mèo. Rồi, không có đâu. Ngon ngon, không bao giờ có đâu, có thịt nè. Vô thơm. Chưa bao giờ được ăn. Các bạn được ăn sâu chim mà nếp nấu với thịt chim gia vị. Sâu chim mà ở trên núi. Chỉ trên núi mới có. Không phải dễ gì được ăn đây nha các bạn. Rồi, chín rồi. Đúng rồi ơi. Đây. Đó là hết cái chuyện làm. Vô ăn. Mà lại đi con. Hai ông là uống rồi nha. Mà lại chén bữa nào đó. Đấy, đất gì đâu. Đấy. Bây giờ đi thôi. Ui giời ơi. Quá tuyệt luôn. Quá là quá cái đồ này. Bên này nó khám cái đập nó mất lên. Đúng rồi. Cái đồ này khám đập. Nó làm mấy ông làm đứa đồ một chim sao mà chỗ làm đứa đồ. Dạ, nãy giờ đang múc mà chưa xong. Tôi làm đứa đồ. Múc là múc canh chứ mày múc cơm chứ mày múc gì. Rồi cái anh đó là trưởng đoàn bộ chỉ huy quân quân Nam. Đó là đại tướng. Đại tướng về đấy. Nhưng mà chưa mặc sao nha, chưa Khá ra ban ngày mà sao vậy? Được rồi. Cái nồi xôi là qua bên đây đi, đừng quay thành áo rành nữa, áo rành nó làm nhiệt tình lắm. Thế mới lộ ra được chứ. Áo rành với áo đen là nhiệt tình lắm. À, bây giờ hai anh bạn nha, anh em thăm đánh nha. Chúng nhớ tao giỏi mà. Nhiệt lắm, nhiệt tình. Nó có đèo sẵn rồi mà. Không sao, có đèo nào cũng được hết á. Cá đen nồi xít trên nồi thôi, chưa nhỏ. Chưa đâu, ngon vừa tới á. Hai ông bạn thông cảm. Cái chén này chứ không bia ấy. Còn những bia mà. Thôi con đi về đây. Vấn về nhân vấn. Con về con. Ba nha. Mày đứng ơi mày đầu gió mày đừng có phủi với đứt mày. Là mấy ông chọi thành phố rồi bây giờ đã chán cái thành phố rồi. Giờ tới con quê này. Mừng chuyện gì? Phải đâu. Cô em đây chán thành phố rồi. Đây là con lại của cái là tao. Nuôi con phải không? Thành phố có. Vui vui đi rồi. Tao. À chén Việt Nam rồi. Chén ơi, ở xôi chim đấy. Cấp 4 thôi. Mời các bạn nha. Đây là xôi chim nha các bạn. Xôi do chú Năm nấu á. Nào rồi. Nhân vẫn á. Anh có gì cho vợ. Bây giờ có anh ăn là giờ mặn hay là sống hay chín gì nè. Bây giờ có sống chín cũng đùa chứ trâu mà đâu có nêm được. Bây giờ cũng hết cờ chữa đâu. Ăn ra được ăn. Cái gì đây? Ăn nói vậy. Đừng nói vậy. Giỏi cốt ơi. Coi vô ăn sâu. Con thêm mà nào mãi mãi chứ sao. Ăn cái gì đây. Đúng rồi đấy mà cháu uống rồi. Còn mình ở đây nha. Cả ba anh em mình làm đi. À đúng rồi. Vậy là tôi là nước ăn làm thêm nha. Nó cũng hơi có mùi cháy. Trời đất ơi. Không dạ, có làm cảnh nha. Dạ là bà chú một ly đấy. Đi hà tôi không có cánh dài. Tôi nói chuyện. Dạ chú Năm phải làm đi. Mà cánh với cái đám tiệc mà từng đám cưới đám hỏi, từng ngồi mà đám tiệc á. Là có cái gì sâu dài đâu. Rất là ngon. Đây là nói chung là mấy em nó nấu là một chai đã hết rồi nha các bạn. Không có đâu. Không có sầu đâu. Không có sầu đâu. Rõ luôn hả? Có giường có chiếu. Mày đừng có giỡn. Mày cái miếng cuốn đừng có giỡn. Có giường có chiếu mà tôi bị đòn. Đó là đây không giường không chiếu mà ngon nè. Không có là không lạc đâu. Đây. Bán ngon luôn á. Hôm nay nó có mùi không? Mấy hôm trước mà không bao giờ có mùi. Ủa tại vì nãy là cái con nó chín. Cái nắp nó chín. Trong gió. Nó chín đó. Trong kéo bội đầu đi nhá. Bò đi đâu đi mà chiều lừa về với gì đâu mà. Con nói nha. Ê ba người phải hết chứ sao vậy? Quá nặng. Bây giờ uống được phải nặng. Quá nặng. Uống đầu lớn là lớn hơn tôi.
nói chung là đây chúng đoàn hết cái chúng đoàn đời phó đoàn cứ 70 là phó đoàn chú chắc cỡ số 5 rồi nha đi dạ giỏi chứ giờ nha giỏi là chắc rồi còn anh đi tí anh được cái món rồi không phải mấy món tí nhớ mình vừa rồi anh bé hai rồi là cái món mình ăn cho sáng con chỉ có bảy mốt bớt giỏi rồi chán rồi phải không rồi không thèm đừng có nói vậy mất quyền cái đầu mang kéo đầy đừng luôn mang ngón mấy đầu cái đầu động đúng không về làm sao bây giờ đủ vô nhà chú không cái lời là vừa ăn á ngọt quá bạn nhau không lạc bây giờ mà làm muối bánh luôn nha chiều nay làm bạn đâu vẫn đủ mình cho rồi cho rồi chiều nay vô nhà rồi được không từ từ vô mày đâu từ từ mình cứ quá thằng cá đã thừa hẹn nói đã cứ từ từ đã chững chàng này cứ đo là chiều quá chững chàng còn lớn bầu lớn rồi lớn quá đi là một năm về nhà rồi để giả thao chứ đâu mà chứ còn anh em mình á thì chứng tỏ nó có là mình tôi thì dễ lắm có nước là mình bỏ vô luôn gạo cháo mình nấu tự tự chưa chứ có đạn mình bắn nữa nếu mà gặp máy chúng ta thì chắc chắn tôi cũng mấy giờ giờ đang làm việc hết công chút sao bữa mất 20 ngàn tiền điện thoại mà không có miếng cơm nào cứ là con kiếm rồi gọi ông là cho ghế con sâu nha ghế con sâu nha không không giải thích gì thêm mấy ngốn nãy giờ chắc chắn rồi là... mấy ngốn này các bạn ơi tôi ở ngoài đây uống nếu mà tính cái điểm này đã chưa đầy biết sao mà anh còn sáng giờ dài tới giờ tới chiều đó tôi mà còn quạt để anh giặt đó chứ đâu bạn trên ký một chim với tôi.